Rồi, ông tên là gì? Thưa cha với thưa cộng đoàn, con tên là Nguyễn Văn Hạnh. Năm nay con 83 tuổi. Con ở hiện bây giờ con đang ở bên tỉnh Bình Phước. À, Bình Phước, còn chị tên là gì? Con tên là Ma Anna Nguyễn Thị Hòa. Con được ơn. Con bao nhiêu tuổi, ở đâu? Con năm nay con sinh năm 64. Bao nhiêu tuổi? Ngoài 50 đấy ạ. 50 mấy? 53. 53, rồi con ở đâu? Dạ, con ở giáo họ Bố Oai ạ. Đâu? Bố gọi là... Tỉnh Bình Phước. Dạ, ở tỉnh Bình Phước nó gọi là... Sự Bình Phước cái gì phải không? Dạ, dạ. Sự Bình Phước, rồi được rồi, thua tuổi. Bà này bà chờ bà nghĩ thì cái sáng mai cũng chưa hết rồi thì trò chuyện. Rồi đây là 83, còn đây là 53. Hai người có quen nhau không? À, đấy là thưa cha, đấy là vợ con. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng cặp gia đình hạnh phúc bên nhau. Rồi con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người. Con thưa cha, thưa Chúa. Hallelujah! Máy lì, vỗ tay lên. Hallelujah! Đó là gì? Hallelujah! Hallelujah! Rồi, lắng nghe. Nếu mà nói về cái ơn thì con nhiều lắm. Trước khi con lớn lên thì cái thời gian... Thôi, bên nói ơn mới thôi. Đừng có nói ơn xa xưa lâu quá. Nhiều ơn lắm, rồi kể ơn mới thôi. Mới là nói cách đây là một năm. Thì con được ơn của Chúa là Chúa đã chữa con khỏi được cái dạ dày. Ở trong Nam gọi là cái bao tử. Ở Bắc gọi là cái dạ dày. Ở Bắc là dạ dày, của Nam nó thành bao tử. Rồi. Thế thì báo cáo với cha là như vậy. Báo cáo với ông là đã xong một ơn phải không? Rồi sao mà ông biết cái lòng Chúa thương xót để mà ông được Chúa chữa cho cái bệnh bao tử thay vì là dạ dày? Thế còn bây giờ thì hiện tại bây giờ thì con này mới đây thôi, con mới đi khám ở bệnh viện Ngọc Rạch, thì bác sĩ bảo con bây giờ là bị ảnh hưởng phổi. Thế vừa rồi là coi là chụp phim từ trước thì bác sĩ nó không cho xem, con không biết thế nào. Thế nó bảo bây giờ ông phải đi mổ. Thế con nói thật với cha là điều kiện hoàn cảnh nó khó khăn, con không đi mổ mà con uống thuốc nam. Thì bây giờ cũng đã đỡ đỡ, nhưng mà thôi hôm nay thì con cũng đến để con Hallelujah. Rồi còn chị thì cần gì? Dạ con con tin thưa cha, con ung thư vú 2016 là người ta bảo con là phải đi mổ. Vậy là con đến bệnh viện ba lần, ba cái bệnh viện họ đều là bắt con mổ. Thì con bảo là Chúa ơi, giờ này con điều kiện khó khăn thế này mà giờ bắt tôi mổ thì không biết sao đây. Vậy là cái người bạn ấy cho con mượn cái máy của cha. Rồi xong rồi con cứ vậy là con tìm đường, con bảo là mừng bốn Tết là cha ở nhà thờ đằng nhau bảo là ta tập trung để đi xuống nhà thờ dưới đây mà con đăng ký con không được đi. Vậy là ba cái xe đông quá, còn là còn lúc bây giờ cũng mới 9 người thôi, giờ con không biết làm sao được. Con cứ chạy theo một cúc rồi là con khóc, con bảo là Chúa thôi, con xin Chúa cứu con, con không biết tin vào ai nữa. Vậy là con thì con đang nhỏ mà chồng con thì con đang làm mà đi câu chuyện. Vậy là con về cứ đọc kinh. Vậy xong rồi là hôm sau con đi xuống con tái khám. Con đi tái khám thì cái bác sĩ về quá con bảo thế bà thích mổ làm sao. Vậy là cuối cùng con tự nhiên con cứ hồi hộp. Vậy là nước mắt con cứ dàn ra, con bảo giờ này con không biết là nói sao đây. Tự nhiên bác sĩ lại đi nam mình như vậy. Vậy là bác sĩ bảo con, cái bà đi về đi, cái bà cứ ở đấy làm gì tốn thời gian. Dạ, vậy là con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho con. Hôm nay con đã khỏi bệnh đến từ 2000. Hallelujah. Rồi hai người lập gia đình được bao nhiêu năm rồi? Thưa cha, là con cũng nói thật, vợ cả của con là bị chết
con mới lấy bà này là bà năm nay được 11 năm, được một đứa cháu gái. Tức là hai người vẫn có một đứa con, đúng không? Và lúc 80 tuổi vẫn còn được một đứa con. Được mấy tuổi rồi, con được mấy tuổi? À, cháu năm nay 11 tuổi. Cháu năm nay 11 tuổi. Rồi là bao nhiêu? Nói là 70 con đấy. Con 70 mà đi một bước thứ hai với người vợ này, và Chúa đã ban cho hai người có lại, có thêm được một đứa con, hôm nay được 11 tuổi. Hallelujah! Mạnh lên cái ngạc nhiên, không chịu tạ ơn Chúa gì cả. Hallelujah! Rồi còn ơn gì nữa? Có ơn làm sao mà biết đến lòng Chúa thương xót mà quay về với lòng Chúa thương xót để hôm nay đi làm chứng cho Chúa. Vì thực tế mà nói là con thì trước kia cũng chẳng giống gì cha, là trước kia là con sống xong rồi là cái thời gian mà đang sức thanh niên ấy là cái nghĩa vụ quân sự là con thì người bên đạo, nhưng mà bên bên quân đội ấy, nó yêu cầu là nó vẫn cứ lấy người bên đạo, thế là con phải đi bộ đội mất 11 năm. Thế sau là đánh nhau ở trong miền Nam này. Thế sau khi đó là đến năm 76 và 77 ấy, thì là con chuyển ngành, con được về lâm trường Sơn Dương, con làm gỗ, là đi khai thác rồi làm gỗ ở lâm trường Sơn Dương. Đến năm 86 là con nghỉ hưu rồi. Vậy là con bỏ Chúa bao nhiêu năm? Con bỏ Chúa thì con nói thật, con mới ít đi nhà thờ nhưng mà con vẫn cứ... Tôi nói là con bỏ Chúa bao nhiêu năm? Con bỏ Chúa 30 năm. 30 năm. Bỏ Chúa 30 năm và hôm nay đã quay về với Chúa mà mạnh dạn đi làm chứng cho Chúa. Đó mới là cái ơn lớn nhất. Cái ơn ung thư ngực của chị ấy, rồi cái ơn mà bị gan của anh, hay là ơn gì khác, không lớn bằng cái ơn 30 năm mình đã chết về phần linh hồn và bây giờ được Chúa cứu. Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót mà 30 năm anh đã bỏ ngày. Thấy hai người lại gần nhau đi chứ còn đứng xa nhau làm gì nữa. Cầm, hai người cầm chung. Đấy, vậy. Chúa tôi đẹp đôi quá. Đây, gửi tặng cho anh chị nha. Anh chị cây quạt giáo điểm xin mừng. Rồi, gửi tặng cho anh chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha để anh đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho các chiến hữu cũ của anh đó, bạn hữu cũ đó nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, đây là chuỗi lòng thương xót anh đeo vào cho chị ấy, đeo vào em nhận lấy. Em nhận lấy em. em nhận lấy anh chứ còn em nhận lấy em thì em thua gì. Em nhận lấy cô. Vâng. Cha. Cha với Chúa cho thì bây giờ em cứ nhận. Đeo vào tay thì em. Hallelujah. Rồi đây, mấy chị về chỗ.